Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra, bắt đầu từ 28 tháng 3 năm 2020, tỉnh Quảng Ninh tiến hành việc kiểm soát chặt các chợ và yêu cầu tất cả những người ra vào bắt buộc phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo thông tin cá nhân. Đáng chú ý, các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chỉ bày bán mặt hàng thiết yếu. Đối với các ngành hàng không cần thiết, được yêu cầu tạm ngừng hoạt động cho đến khi dịch bệnh lắng xuống. Ghi nhận tại các chợ trên địa bàn thành phố Hạ Long, người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến mua hàng tại chợ. Mọi ngày thì mình phải mất ra khoảng độ 5-7 phút để dừng lại chậm một chút, thế nhưng mà có nghĩa là nó an toàn hơn thì mình cảm thấy là nó đúng thôi. Thế mà cũng chả có cái gì khó dễ cả. Trong khi đó, các ban quản lý chợ đã kiểm soát chặt người ra vào các chợ trên toàn địa bàn, đóng tất cả các cổng phụ, cổng mở, mọi hoạt động đi lại đều phải qua cổng chính của chợ. Tại cổng chính, lực lượng chức năng đo thân nhiệt, khai báo y tế, thông tin cá nhân. Tất cả những người ra vào khỏi chợ đều phải đeo khẩu trang, không cho người già, trẻ em, người không mang khẩu trang vào chợ. Các tiểu thương bán hàng tại chợ cũng phải đeo khẩu trang. Thành phố đặt biển cảnh báo đối với các gian hàng người bán không đeo khẩu trang và đóng cửa các gian hàng không phải hàng hóa thiết yếu. Những người dân đến chợ chúng tôi tiến hành đo thân nhiệt. Những trường hợp mà thân nhiệt cao chúng tôi đều yêu cầu người ta về nhà cách ly và hướng dẫn người ta khai báo y tế sau khi ghi lại danh sách họ tên và địa chỉ để báo cáo kịp thời với các cơ quan y tế địa phương. Ở chỗ chúng tôi thì có 2 cổng chợ. Chúng tôi bố trí thường xuyên là bố trí 2 bộ phận, một đo và một ghi. Túc trực liên tục trong thời gian chợ mở cổng, đảm bảo tất cả mọi người dân vào chợ đều được đo thân nhiệt. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, Quảng Ninh ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca nghi ngờ hiện tại là 102 ca, 1.197 người đang thực hiện cách ly. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm, phòng chống dịch, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.